chuyện bán căn nhà này để cho cha con nó làm ăn phải không? Dạ phải. Anh ấy muốn ly dị để chia đôi căn nhà. Nó không biết. Dạ, không biết. Mà con cũng không muốn nói. Bây giờ thích làm gì, con cho làm đấy. Con có nghĩ mọi chuyện rồi sẽ phải có lúc kết thúc không? Bé ba, ngu phụ, quá chị gì có đây làm đi. Mấy đứa làm gì vậy? Dì mới vô chồng với nội á. Sao cái này? Ủa, mọi người bị sao vậy? Cái thằng nhóc này, em không lo gì hả? Anh tự cãi với em không? Vậy không có sao hết. Nếu gì mà yếu đuối vậy á, thì làm sao mà nuôi lớn bốn chị em mình được không? Không có thằng này, xuống ra. Coi nè. Con đã nợ cha con ông ấy. Không. Món nợ này là của mẹ. Nếu thật sự căn nhà này có thể kết thúc mọi phiền muộn của con, mẹ không tiếc. Không được đâu mẹ. Mẹ phải giữ căn nhà này lại cho con còn dưỡng già chứ. Sau này tụi nhỏ nó lập gia đình hết, con biết ở đâu. Thì mẹ con mình dắt tay nhau vào viện dưỡng lão. Nói vậy thôi, mẹ con mình phải giữ căn nhà này lại cho tụi nhỏ. Còn chuyện với ông ấy, con sẽ giải quyết được. Mẹ yên tâm đi. Nhưng nếu không giải quyết được thì phải theo cách của mẹ đấy. Dạ. Mẹ rất thích nắm tay con vào viện dưỡng lão. Chưa, khỏe re, chả sao hết. Chỉ sợ là trước cơn bão lớn, bầu trời thường đất trong xanh. Ba cái bà này nhiễm thiên quá rồi đó. Tại em không biết đó thôi. Đối với người phụ nữ, chuyện bị phản bội là khủng khiếp lắm. Đúng rồi, cái này em biết nè. Em cũng là phụ nữ hả? Xém. Bớt đi bà. Nhưng mà có một chuyện chắc chắn là nếu mà anh hai phản bội á thì anh hai cũng khỏe re à. Tại sao vậy? Tại vì chị là nô lệ của chồng. Sai rồi. Chị không phải là nô lệ của chồng đâu, mà chị thần tượng chồng. Nôm na người ta gọi là cuồng chồng đó. Mà những người phụ nữ cuồng chồng thường rất hạnh phúc. Ờ, vậy ta, vậy ta. Hey. Bảo Anh, hên quá. Còn mình em ở lại với chị. Đứa nào giấu cái gậy của chị rồi vậy? Toàn là những kẻ ganh tị với hạnh phúc của đôi trẻ thôi. Bầu trời xanh trên cao vẫn muôn ngàn sao. Tình nao nao đưa người về bên nhau. Đón xem Gạo Nếp Gạo Tẻ phần 2 lúc 20 giờ từ thứ 2 đến thứ 4 trên kênh HTV2V Channel.